gục ngã trước Bỉ, Borussia trở thành cựu vô địch châu Âu. Bàn thắng đẹp mắt của Thorgan Vinciva đã giúp Bỉ đánh bại Borussia 1-0 ở vòng 1/8 Euro 2020 trên sân Lakuta. Ronaldo cùng đồng đội đã chính thức trở thành cựu vô địch châu Âu. Borussia đã khởi đầu trận đấu tại Sevilla không hề tồi khi sự cử động của Renato Sanchez giúp họ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Bỉ đã có được bàn thắng ở thời điểm quan trọng nhất sau cú sút xa tuyệt đẹp của Thorgan Sharaf ở phút thứ 42. Ronaldo cùng đồng đội đã chơi đầy nỗ lực ở hiệp 2 và họ đã có những cơ hội rõ rệt của Ruben Dias hay Guerrero, nhưng vận may đã không mỉm cười đối với người Borussia. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bỉ trong sự tiếc nuối của huấn luyện viên Fernando Santos. Borussia chính thức trở thành cựu vô địch châu Âu đầy cay đắng, trong khi đó đội tuyển Bỉ sẽ gặp Italia vào ngày 2 tháng 7 tới tại tứ kết. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ có lý do để lo lắng khi hai ngôi sao là De Bruyne và Eden Hazard đều chấn thương sau cuộc đấu tại Sevilla.